Kính thưa quý vị và các bạn, nhà mình có một cái cây mít, ba cây, chính xác là ba cây. Mít chắc mít chiếc, cho nên cái thân thì nó nhỏ, mà trái thì nó to. Không biết thì quả thì như thế nào. Các bạn biết không, mình thì dân Củ Chi, Củ Chi thì trồng nhiều mít lắm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn cái mít nhà mình và cách phân biệt mít có hóa chất và không có hóa chất nha quý vị và các bạn. Đây, quý vị và các bạn thấy không? Một cái cây mít. Chính xác là nhà mình có ba cây. Ba cây nó đang có trái nha quý vị. Cái thân nó có chút xíu thôi. Quý vị thấy không? Cái thân nó bằng hơn một cái bắp tay. Đây. Ngày hôm qua ngay chỗ này là một cái trái mít mình cũng đã hái xuống và đem vô, tí nữa mình sẽ mổ mít ăn nha. Cây này thì nó có ba trái mít nè quý vị thấy không, nó một cái trái mít nè. Đây, trái mít này rất là to. Mấy anh chị thành phố chắc là nếu mà nhìn cái mít này là thích lắm nha. Đây. Mình nhớ hồi xưa cái vùng của mình á là mua mít á thì chọn vô vườn, cái gốc thì nó bằng to bằng một người ôm á quý vị. Đây có một cái anh nằm sâu trong đám lá đây. Đây, cái này không biết chín chưa đây, cái này chưa chín. Hồi xưa mình nhớ mình còn nhỏ nhà mình á, thì ở vùng Củ Chi cho nên mít nhiều lắm, gốc thì lại to. Mấy bạn biết phân biệt trái mít chín hay chưa chín chưa? Mít á, mà chín hay chưa chín đó, thì quý vị thấy không? Đây nè, từng cái gai nó, nếu cái gai dày thì nó chưa chín rồi nha quý vị. Nếu mà cái gai nó mà nó dài mà nó vàng mà nó dài nó vàng mà nó nở ra thì mình sẽ phân biệt được mít chín. Đang nói chuyện trái mít hồi xưa khi mà nhà mình cũng có trồng mít đó, rồi hái xuống nhiều quá ăn không hết thì bán trái. Sau này sao không biết làm sao mà mít thì đi làm mít sấy, cho nên thực tế là bây giờ là toàn bộ là dùng cái mít cho nên bán ký. Trời đất ơi, sau này thì mình cũng rất là ngộ đó. Ủa, mít mà mình mà người ta bán ký. Đây, mít mà người ta bán ký. Mà người ta bán ký đó quý vị. Rồi, cây thứ nhất nhà mình nha. Mít này chắc mít chiếc. Còn cây mít thứ hai. Cây mít thứ hai mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Để nói về cái việc phân biệt mít có hóa chất hay là mít vườn, thì quý vị biết không, hồi xưa nhà mình trồng mít thì sau khi trồng mít á, đây cái anh chàng này thì là tiếp xúc cái dưới đất nè quý vị. Đất đây, trái này cũng chắc chưa chín. Sẽ phân biệt cái mít gọi là mít mít có hóa chất và không có hóa chất nha quý vị. Hồi xưa nếu như trong trường hợp ở nhà mình mà ở nhà mình mà có một cái trái mít như vậy, và trong trường hợp mà hái mà nhiều mũ thì người ta sẽ gọt cái phần cuốn và sau đó thì đóng một cái cây gỗ vô và nêm, người ta gọi là nêm, và đem ra phơi nắng. Còn hiện tại thì mình thấy trên báo chí, báo đài họ bảo rằng là chích một cái loại thuốc gì đó, thuốc gì của Trung Quốc á, mình không biết hiệu, mà chích vô. Khi mà chích vô như vậy thì qua ngày hôm sau là trái nó vàng ươm.
Quý vị thấy không, bây giờ mà thấy bơm lê Trung Quốc cái màu của nó là màu vậy, hoặc là cái màu của cái chuối, hóa chất nó vô thì nó không ra được cơ thể, đó là lý do tại sao ung thư. Nói chị tí cái nói về cái tuổi thơ. Hồi xưa chắc một số anh chị và các bạn xem cái video này thì cũng là bạn bè, một số anh chị là bạn bè của mình. Hồi xưa mình nhớ là mình có đạo mà đi học thêm sức bao đồng. Cha có mấy cây mít nhiều lắm. Và nhỏ mà thì hái cái bông mít mà nhỏ nhỏ mình gọi là giấy mít á, để mà ăn vui lắm quý vị và các bạn. Ăn nó chát, chấm muối. Ồ. Rất là tuyệt vời. Rồi. Đây là cái cây mít. Còn thêm một cái quả nữa nè quý vị. Đây. Đây là một cái quả mít nè. Cái anh này nè quý vị. Cái quả này nè, cái gai mà nó nở cỡ này. Nó nở mà nó to như cỡ như thế này nè. Nè. Cái gai mà nó to như thế này thì mình có thể là lấy mà hái vô mà phơi. Nếu như trong trường hợp mình để chín cây á, thì nó sẽ bị dễ chết cây. Rất là dễ chết cây. Quý vị thấy không? Kể chuyện mình có bà chị gái thì chị mới đi Hàn Quốc. Thì ở nước ngoài mà người ta là nho, lê, táo thôi. Chứ những cái quả nước ngọt ở vùng của vùng nhiệt đới như là sầu riêng chôm chôm thì giá nó hơi đắt. Thì chị mới trồng cái hành lý của chị đem nguyên một cái trái mít vào để cho mấy người Hàn Quốc xem. Hôm bữa mình đi Hàn Quốc cũng vậy. Thế là khi mà thức ăn tự chọn á, mình ăn cái chị kia chị quý mình lắm. Chị là chị bạn của chị gái mình. Vô cái thức ăn tự chọn mà gặp một cái trái chôm chôm mà quý vị và các bạn biết không, ở Việt Nam mà chôm chôm đó là thuộc chị xem được rồi, xem là bỏ đi rồi. Vì cái trái chôm chôm này nó cũ mà những cái cuốn của nó quắt lại. Tuy nhiên rằng là ở nước ngoài thì nó vẫn vì là xứ lạnh mà cho nên cái trái chôm chôm nó vẫn được đặt trên là xem là gọi là la sét. Và thế là chị quý mình lắm cái đưa mình trái chôm chôm. Nhìn cái trái chôm chôm chán lắm quý vị và các bạn. Xong cái chị vừa mới đưa cho mình xong rồi cái chị bảo rồi thôi mày khỏi ăn đi, thì đi về Việt Nam ăn. Mà trái này ở Việt Nam thiếu cha gì. Đúng rồi quý vị và các bạn, ở Việt Nam mình thì những cái trái cây thì nó không thiếu. Rồi một tí mình sẽ mổ cái quả mít mà ngày hôm qua mình hái đem vô cho quý vị và các bạn xem nha. Ai mà đang sống tha hương nơi nước ngoài thì chắc chắn là cái việc mà xem cái quả mít này nó sẽ chảy nước miếng nha, thèm lắm. Rồi mình tắt nha, mà tí nữa mình vô mình sẽ quay cái đoạn là ăn mít nha. Rồi vậy mới là quay á nha. Điệu ha. Trái mít nè quý vị, mít này cân chắc được 5 kg. Wow, chín cây thơm quá chị, thơm dễ sợ luôn. Nãy mình nói với quý vị và các bạn á, một trái mít á, mà nếu mà trong trường hợp mình để nó chín cây á, thì nó sẽ dễ bị hư cây. Thông thường thì thấy hơi già già mà cái gai này nó nở á, thì mình sẽ hái xuống.
Và bắt đầu thì thông thường người ta hái xuống thì người ta sẽ dùng cái dao và gạt cái đầu này đi. Ô, trái mít không ngon rồi. Thôi kệ, mít nhà mình đem quảng cáo là được rồi. Hồi xưa quý vị và các bạn biết không, không có cái bao tay. Xong cái sử dụng xong rồi á là cái mình sẽ chà cái cuốn mít. Làm như bán mít thiệt vậy ha. Rồi. Rồi cái mũ mít á thì lại có hai cách. Này vẽ em tư sao ta? Hy vọng là ngon. Cái mùi thơm quá. Thơm lắm. Quá ha, đẹp ngon lắm chị ơi. Tuyệt vời chứ. Đây, quý vị thấy không? Trò mít ngon quá chừng nè. Tiếp tục ha quý vị và các bạn, khi mà mình phân biệt cái trái mít mà mít mít có hoa chất á với lại mít mít vườn á thì mình sẽ phân biệt bằng cái cách là nếu mà trong trường hợp mà mít có hoa chất thì nó không có mủ. Tại vì người ta chích vô và người ta kích thích nó mà. Còn mít này là mít của mình nè. Cho nên quý vị và các bạn thấy không? Cái muối thì nó chín màu. Màu vàng. Màu vàng mà gọi là vàng tươi. Trong khi đó cái sơ của cái mít thì nó lại màu trắng. Rất tiếc là mình không có cái trái mít mà gọi là mít chích hóa chất để mà so sánh. Trong khi quý vị và các bạn biết không? Lấy miếng này chùi mũ. Dạ em biết mà chị, em biết. Rồi. Nay chuyển nghề thành thợ bán mít luôn nha quý vị. Ở Việt Nam có hai cái dạng. Thứ nhất là người ta sẽ sắt bán mít ký. Cái thứ hai nữa là người ta sẽ lột sẵn ra và bán. Thì như vậy thì khi bán như vậy cái giá nó cao hơn. Trời ơi ngon quá chị. Đâu phải dở đâu. À, quý vị biết không? Cái việc mà lột mít thì nó cũng rất là cực. Sau khi mà sau khi mà mình làm như vậy rồi đó thì mình sẽ có cái cùi. Mình nhặt cái cùi. Chắc em làm tí cái công đoạn sau cho nhờ chị. Rồi, quý vị và các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ dạt cái cùi nè. Thì thường á, hồi xưa những cái dao này nè quý vị và các bạn, sau khi mình sử dụng xong á thì nó sẽ bị gọi là mủ. Thì có hai cách. Thứ nhất là mình sẽ đi hơ lửa là xong. Cái thứ hai thì mình để nguyên. Như vậy hơ lửa thì nó sẽ bị non cái dao. Còn hồi đó dính mũ tay á, thì mình sẽ sử dụng mũ bằng cách là đây, ngon chưa? Tuyệt vời chưa? Thành bán mít nha, một miếng 5.000. Thường thường thì mình mua mít ở ngoài chợ là người ta sẽ lột sẵn cái muối luôn. Có một số nơi họ lấy cả cái vỏ ra luôn, cái ruột ra luôn. Nhưng mà như vậy thì về cái vệ sinh của cái tay không đảm bảo. Thông thường thì nếu trong trường hợp thèm mít thì tôi cũng chạy ra chợ, tôi mua dạng người ta làm như thế này nè, người ta bán ký. Thì lâu rồi cũng không có mua mít, nhưng mà chắc khoảng chừng 30.000 ký. Nếu mà luôn cả cái vỏ này chắc là vậy hả, cảm ơn chị. Hồi nãy em vừa nói mà, có một cái bao tay thì nó sẽ cái một đôi bao tay thì nó sẽ hơi khó, mà hai cái bao tay hồi nữa lùi cái gì trong cái gạo hoặc là mình sử dụng là xăng hay dầu.
Này ai ai mà bán mít chuyên nghiệp á, nhìn nhìn em quay chắc là hả, chắc người ta tức lắm á chị, biết sao không, làm gì mà. À, thưa quý vị và các bạn, tôi còn nhớ hồi những năm thời kỳ bao cấp thì gia đình cũng rất là khó khăn. Thì quý vị biết không, sau khi mà mít này nè ăn xong, lột hết cái muối này ăn xong nè, rồi thì còn cái sơ này thì gia đình tôi đã tái sử dụng lại và xào để sử dụng xem như là một cái món ăn trong gia đình. Ngon lắm quý vị và các bạn. Rồi, tiếp tục. Lâu lâu làm bà bắn mít để quay tặng quý vị và các bạn ha. Rồi, ai ăn mít không? Ăn thử muối chứ, tại nãy giờ mình thử. Cái muối thì rất là dày mà ngon quý vị. Ngọt. Do nó chín cay và rất là thấm. Bán mít không quý vị? Quý vị mua mít không? 20 ngàn một ký. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cái video hái mít và xẻ mít tặng quý vị và các bạn nè. Xin trân trọng cảm ơn.